Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Để xem nay có con rồng gì mới không nha. Uầy, phần quà. Đây là phần quà Happy Birthday. Ngon thế. 2 trên 9 thì chúng ta mới được cái phần quà xịn hơn. SC, cô thức ăn SC. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại là cái này hợp lý hơn này. Cái này sẽ được Natural Titan hoặc là Flame Titan tùy. Ô, mình chưa được cái Collector Crystal nhỉ. Bây giờ có một cái Spirit Crystal thôi. Uuuuuh, 10 orb của Natural Titan. 10 orb là mắc luôn anh em ạ. Chắc hôm nay tôi sẽ có thể triệu hồi ra được Natural Titan cho anh. Ui, bây giờ nó là cái gì đây? Wow, có một cái mới gì đó đây. Titan. Ok, từ từ đã. Nhầm rồi. Mình sẽ mở cái bên này ra. Mình sẽ summon ra Titan 60 rồi. Từ từ đã, mình phải hatching cái này ra trước. Mình sẽ triệu hồi ra được summon này Titan à. Như vậy là mình sẽ triệu hồi ra được con này à? Chưa anh em ạ. Chưa đủ. Tôi chưa đủ anh em ạ. Ít nhất cần thêm 20 orb nữa cơ thì mình được triệu hồi được con Titan này nha. Wow, sắp ngon rồi, sắp bá rồi anh em ạ. Thật sự sao bá đạo đấy. Rồi chúng ta vào trong sự kiện này để chơi để lấy mấy con rồng mới nhỉ. Ok, lấy ngọn nến này, lấy spirit chest này, lấy core chest này, lấy rồng này, toàn rồng đẹp thôi. Con enlightenment này cũng đẹp này. Đó, con elder core. Rồi bên này cũng có một con rồng cũng rất là đẹp và rất là xịn sò luôn đấy. Ok, mình sẽ lấy cái này trước đây. Có nên đi lấy mấy cái core, mấy cái hòm này không nhỉ? Có, chắc là có đấy. Chắc tôi sẽ đi lấy mấy cái hòm này đã. Con Bernie này khá là cổ rồi. Chắc đi lên trên nhỉ? Lên trên đi, lấy hòm à. 74.000, ok. Ở đây cũng có một con rồng rất đẹp anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng đợi xem. Đây, lấy cái core trước. Cái hòm core trước. Spirit Crystal. Đây trên lấy con rồng Legendary cái nhờ. Xem con giá gì. Nó khá là rẻ anh em ạ. Nên ta tranh thủ lấy đã. Xong rồi tiếp đi lấy con rồng kia sau. Metal Dragon 70 và một cái hòm Legendary trong này. Đây là hòm Legendary anh em nhá. Ui ôi, Everest luôn ạ. Ui phê. Ui ôi, tôi mở ra được luôn một con rồng xịn này anh em. Uầy, bá đạo thế nhở. Con này thì bá đạo dã man luôn anh em. Ok, Everest Dragon phê à. Ngon đấy. Tiếp tục lấy cái con này thôi. Đi qua lấy, không lấy cái hòm này nữa mà lấy thẳng con này. Everest có chưa nhỉ? Tôi chưa có đúng không? Thì phải. Everest Dragon. Everest. Ui, chưa có thật anh em ạ. Đây, chính là nó đây. Wow, ngọn núi tuyết ngàn năm luôn. Wow, đẹp tê chưa. Quá xịn luôn anh em ạ. Quá xịn luôn. Không phải xịn đâu mà quá xịn. With quest và with đấy, nhiệm vụ xong rồi anh em ơi. Ném đi nào. Ném mấy con Luminancer vào đâu nào. Vào môi trường hệ nước ở đây. Nhưng mà mình đã mắc rồi. Hai game đi. Nó sẽ chứa được khoảng 2 con nữa nha. Dạo này các cái vị trí đất đai nó đang khan hiếm quá anh em ạ. Ok,
Luminescent. Ok boy. Nào, và tiếp tục là chúng ta sẽ cho sang bên này nhé. Rồi, bán rồi. Gimmer. Gimmer cũng bán nha. Và con cuối cùng là đủ. Đủ chưa? Đủ đấy anh em ạ. Đủ coin ngay. Breeding Nature and Ghoul và Win Battle in Arena. Rất là nhiều nhiệm vụ khác nhau ta có thể làm nha. Bây giờ mình sẽ chơi một chút cái này. Everest đẹp quá anh em ạ. Không biết là... Ui, được thêm cái như ấy này. Quả này không cần nha anh em. Cần dưa hấu, cần nhiều thứ khác. Úi dồi, ăn sắp được luôn kìa. Kiwi. Kiwi, dưa hấu này. Đây là quả gì? Quả cam à? Có lẽ đây là quả cam. Mình đoán đây là quả cam thôi. Dưa hấu, giải nhiệt mùa hè, quả dừa. Nói chung là đủ các thể loại luôn anh em. Đủ các thứ luôn. Con Everest sẽ giống con Heroic nào ta? À, giống con giống con gì nhỉ? Giống con của thiên nhiên anh em. Chính xác. Yggdrasil. Everest và Yggdrasil là một cái cặp gọi là quá ngon và quá bá đạo luôn đấy, kết hợp với nhau. Rồi, kết hợp nào anh em. Nào, trong này có cái gì đây? Mở hòm Legend lấy ngay được con rồng cực xịn, cực rồng VIP. Con rồng Everest đấy bán khoảng hơn 200.000 anh em nhá. Thông thường bán khoảng hơn 200.000 còn đấy. Nhưng bây giờ thì nó được free cho chúng ta luôn. Quá là ngon này. Không còn gì để vào đấy được. Ô, cái tôi tưởng ăn. Cái quả này có ăn được đâu. Rồi, cho next sang một cái level mới nhá. Chúng ta sẽ còn hơn một ngày nữa cơ, nên thoải mái mà chơi nhé. Mình còn cái quest này để tiễn làm nhiệm vụ này. Mình sẽ đánh cái Master Line này luôn nhá. Gặp toàn team khỏe. Gặp toàn con bá đạo này. Chiến sao nhỉ? Ôi ôi, đánh nhau luôn à? Chắc đánh nhau luôn thôi. Nếu mà bắt đánh nhau ở cái League Battle hay Battle Arena nhỉ? Battle Arena, 3 trận. Khó thế nhờ. Búp công lên đấm nhau đây. Buscobas. Nào, đấm nhau nào bạn ơi. Battle Arena. Chiến ơi anh em. Chúng ta khá là trông chó ở bên này. Thế hoàn toàn đánh được bọn nó nha. Viva Neus. Ok. Legend Spell. Hơi yếu nhở. Chúng ta có con là khắc hệ thì tốt. Đây, khắc hệ ngay và luôn. Chuyến ngay và luôn. Bên này sẽ là 4 sao à? 4 sao thì hơi bị mệt. Hơi trâu quá nhở. Có chiến binh không nhỉ? Đây rồi, chiến binh đây. Chiến binh level 60 và thẳng mặt nó luôn. Sợ gì đúng không? Ok. Rồi, bọn mày lấy con rồng mới quá ngon. Và chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.